Ok, xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với series video hướng dẫn học piano theo phương pháp Method Rose, hay còn gọi là phương pháp Hồng của ông Van der Velde, ông người Pháp. Cái nội dung của video này là trang 15 của cuốn Method Rose, mình có để dưới description cho bạn nào chưa có. Các bạn cứ việc tải về, in ra và mở ra đúng trang 15 thì các bạn sẽ thấy được cái nội dung đang hướng dẫn trong video này. Trong cái nội dung hôm nay thì ông Van der Velde ổng hướng dẫn cho chúng ta cái khái niệm về quãng 4 và quãng 5. Trước hết các bạn phải biết được quãng là cái gì rồi mới ghép cái quãng 4 vô và quãng 5 vô. Đơn giản, cái quãng là cái đơn vị để phản ánh sự khác biệt về cao độ giữa các nốt nhạc. Để phân biệt được cao độ giữa các nốt nhạc thì mình phải có một nốt nào đó làm gốc, rồi mình so sánh nó với cái thằng khác thì mình mới so sánh được. Chứ mình không thể so sánh hai cái mà mình chưa xác định. Chẳng hạn như bây giờ mình sẽ lấy cái nốt La làm nốt gốc để mình so sánh. Thì từ nốt La mình đếm nốt La là 1, tiếp tục nốt Si là 2, nốt Đô là 3, nốt Rê là 4, thì La Rê là quãng 4. Tiếp tục từ nốt Rê là quãng 4 rồi mình lên nốt Mi, thì từ nốt La lên nốt Mi là quãng 5. Đơn giản vậy thôi. Khoảng cách về cao độ giữa các nốt nhạc: 1, 2, 3, 4, quãng 4. 1, 2, 3, 4, 5, quãng 5. Đơn giản chưa? Ngoài ra thì trong cái quãng này nó còn có cái kiến thức cao hơn nữa là quãng hòa âm và quãng giai điệu. Trước hết thì các bạn cần phân biệt được quãng hòa âm là gì, quãng giai điệu là gì. Quãng hòa âm hiểu một cách đơn giản nhất là hai nốt nhạc đó nó phát ra cùng lúc. Như vậy là quãng hòa âm nè. Rồi, quãng giai điệu là hai nốt nhạc phát ra không cùng lúc. Chẳng hạn thằng phát trước, thằng phát sau. Như vậy gọi là quãng giai điệu nè. Đó, còn vậy là quãng hòa âm nè. Cũng là hai nốt đó luôn nhưng mà phát ra cùng lúc thì gọi là hòa âm, phát ra khác lúc nhau thì gọi là giai điệu. Đó, đó là cách hiểu đơn giản nhất cho các bạn. Ngoài ra thì nó còn một số cái kiến thức nâng cao khác nữa về cái quãng này có thể hiện trên màn hình á. Các bạn cứ pause video lại rồi các bạn học theo ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục vô hướng dẫn đờn cái bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 9 của cái trang 15. Bài 5 và bài 6 là quãng 4. Từ bài 7 tới bài 9 là quãng 5. Okay, trước hết mình sẽ đờn tay phải của bài 5 ha. Bạn lưu ý. Lưu ý là khi mà đờn thì các bạn bắt buộc phải dậm nhịp nha. Dậm nhịp nó y như là hơi thở của các bạn vậy đó. Các bạn ăn cơm, các bạn cũng thở thì các bạn đờn, các bạn phải dậm nhịp. Các bạn không được quên dậm nhịp nha. Đó là cái căn bản nhất cần phải nhớ là bắt buộc phải dậm nhịp. Rồi, ok, giờ tay phải của bài 5. Đô, rê, mi, pha, hai. Rồi, hết. Tay trái của bài 5. Đô, rê, mi, pha, mi, rê, đô, pha, đô, pha, mi, rê, đô, rê, mi, pha, đô, pha, đô, rê, mi, pha, hai, hết. Ok, các bạn lưu ý là ở cái nốt cuối cùng là cái nốt trắng. Nốt trắng thì nó chỉ có hai phách thôi. Ok, cái vấn đề về cái nốt trắng và nốt đen, nó một phách hai phách, mình sẽ hướng dẫn trong cái video sau, sẽ có cái bài học về cái này. Bây giờ các bạn chỉ cần biết là cái nốt trắng đó các bạn phải dậm thêm một nhịp nữa, dậm thêm một phách nữa để kéo dài nó ra ha. Chẳng hạn như Đô, Rê, Mi, Fa, hay là mới hết. Chứ không phải là Đô, Rê, Mi, Fa, hết. Phải là Đô, Rê, Mi, Fa, hay hết. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ ghép hai tay của bài 5. Đô, Rê, Mi, Fa, Mi, Rê, Đô, Fa, Đô, Fa, Mi, Rê, Đô, Rê, Mi, Fa, Đô, Fa, Đô, Rê, Mi, Fa, hai, hết. Ok, rồi tiếp tục là tay phải của bài 6.
Son fa mi re mi fa son re son re mi fa son fa mi re son re mi fa son fa. Hai, hết. Ok, rồi tay trái của bài 6. Son fa mi re mi fa son re son re mi fa son fa mi re son re mi fa son fa. Hai, hết. Okay. Hai tay của bài 6. Son fa mi fa son re mi fa son fa mi re son re mi fa son fa. Hai. Hết. Rồi, ok, đó là xong hai bài quãng 4. Bây giờ tới bài số 7, bắt đầu qua cái quãng 5 ha. Cái quãng 5 thì khoảng cách giữa hai nốt nó xa hơn và nó sẽ khó hơn tí. Các bạn lưu ý tập cái bài này rất kỹ nha. Những cái bài luyện ngón ban đầu này trong cuốn Metro là rất quan trọng cho cái chuyện các bạn luyện mấy ngón tay đó. Đừng có bỏ qua mấy cái bài luyện này nha các bạn. Những cái bài luyện này nó rất là dễ nhưng nó rất quan trọng nha các bạn. Nó y như là toán 1 cộng 1 bằng 2 vậy đó. Các bạn không thể làm đạo hàm nếu bạn không biết 1 cộng 1 bằng 2. Cái bài này là cái nền tảng đó. Ok, tiếp tục bài số 7 tay phải nè. Do re mi fa son do son do son fa mi re do son do son do re mi fa son do son do son fa mi re do. 2 3 4. Rồi, cái nốt cuối của bài này là nốt tròn. Nốt tròn thì các bạn phải dậm thêm 3 nhịp nữa, trừ nó ra, nó là 1 rồi, thì các bạn phải 2, 3, 4 rồi mới hết. Chứ không phải là nó xong rồi hết. Là nó giống vậy nè. Son, fa, mi, re, đô, 2, 3, 4 hết. Chứ không phải là son, fa, mi, re, đô hết. Không phải nha. Ok rồi, bây giờ sẽ là tay trái của bài 7. Do re mi fa son do son do son fa mi re do son do son do re mi fa son do son do son fa mi re do. 2 3 4 hết. Rồi bây giờ ghép hai tay bài 7. Do re mi fa son do son do son fa mi re do son do son do re mi fa son do son do son fa mi re do. 2 3 4 hết. Rồi bây giờ là tay phải của bài 8. Do son mi re mi re do son mi re do mi son do son do re mi son do re mi do. 2 hết. Tay trái của bài 8. Đồ son đồ son mi rê mi son đồ son mi son đồ son đồ rê mi đồ. 2 hết. Rồi ghép hai tay của bài 8. Đồ son mi rê mi rê đồ son đồ son mi rê đồ mi son đồ son đồ rê mi son đồ rê mi đồ. 2 hết. Ok, đó là xong bài 7 và bài 8 quãng 5. Bây giờ là vô bài 9 luôn, cái bài ôn tập ha. Trong cái bài 9 này các bạn lưu ý nó có một cái đặc điểm ở giữa bài là các bạn nhìn thấy có cái vạch nhịp kép, vạch nhịp đôi á, mình có tô đỏ đó, thì cái ý nghĩa của cái vạch nhịp đó là nó là cái sự báo hiệu của chẳng hạn như cái giai điệu của cái bài nó bị thay đổi hoặc là tiết tấu của cái đoạn phía sau, cái dấu ngoặc, cái dấu vạch nhịp kép đó, cái tiết tấu và hay là cái giai điệu nó có thay đổi. Nó chỉ là cái dấu hiệu để báo một sự thay đổi của cái đoạn phía sau nó thôi. Trong bài này thì người ta ông Van der Velde ông cho cái dấu hiệu đó nó
xuất hiện để mình biết về nó thôi, chứ cái tiết tấu của cái bài này nó không có thay đổi gì đâu. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái tay phải của bài chính ha. Vô nè. Đô rê đô rê đô mi đô pha đô son pha son mi son rê son đô son hài hết. Rồi tiếp tục tay trái. Đô rê đô rê đô mi đô pha đô son pha son mi son rê son đô hài hết. Rồi bây giờ ghép hai tay cố lên các bạn, sắp xong rồi. Lại hai tay ha. Đô rê đô rê đô mi đô pha đô son mi son rê son đô hài hết. Ok, vừa rồi là các bạn vừa hoàn thành xong 5 bài trong trang 15 của cuốn Method Rose. Method Rose mình có để dưới description cho bạn nào chưa có, các bạn cứ tải về, in ra và mở ra đúng trang 15, các bạn sẽ học cái 5 bài đó theo cái video mình mới hướng dẫn ha. Đây là những cái bài nền tảng, những cái mà căn bản nhất trong chuyện học piano của các bạn đó, các bạn đừng có bỏ qua cái đống này nha. Nó y như là toán 1 cộng 1 bằng 2 trong toán học mình hay học hồi hồi nhỏ lớp 1 đó. Thì cái này cũng là cái căn bản nhất của môn đờn, đừng có bỏ qua nha. Cái này bắt buộc phải học và phải đờn cái này rất là nhiều, rất là kỹ. Để có nền tảng sau này bạn sẽ tự học được luôn, không cần ông thầy nào hết. Đây là những cái căn bản bắt buộc phải học. Cố lên các bạn. Bye bye, see you again.